Hi, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Điểm Cà Chua nha. Mình là Phát đây. Thì cái tình hình dịch bệnh như thế này thì không biết các bạn ở nhà làm gì. Thì còn mình á, nếu như là mình ở nhà thì do cái chỗ cái bên cạnh của mình này nó gần ngay cái chỗ nó giáp với cái thị trấn Chung Trì đó các bạn. Vài cái nhà thôi, cũng nên bảy cái nhà thôi, nó cách ngay thì rất nhiều tỷ, thì phúc mình đã đó các bạn, là ở nhiều tỷ là ta phải có hết đi thì có nhiều tỷ và người ta đã ra cái chỉ thị 16 rồi đó các bạn, nên là nói chung là ở đây thì mình cũng ở nhà thôi, trong ở nhà cũng rất là ít đi ra đường đó các bạn, đó. Thì nói chung mình ở ngay chỗ quê thành đây là một mình thôi, đó. Cũng là hạn chế tiếp xúc đó các bạn, chứ nó gần quá nên là mình cũng hạn chế tiếp xúc, mình chủ yếu là mình ở nhà. Thứ hai nữa là nói chung là mình phải giữ gìn sức khỏe, sau này ví dụ như cái sức khỏe nó phải giữ cho cái sức khỏe cho nó tốt đó, sau này tình hình dịch bệnh thì nó giảm hay nó bớt đi thì mình mới đi làm sao. Còn mình không biết là tình hình dịch bệnh như thế này thì các bạn ở nhà làm gì đó. Dịch như thế này thì mình cũng chúc cho tất cả các bạn mạnh khỏe, mong cho tình hình dịch bệnh nó qua đi, để tất cả người chúng ta trở lại cuộc sống bình yên. Thì do cái chỗ mình là cái chỗ nó gần cái tìm đường xe cổ đi ngang qua nhiều lắm bạn, nó hơi ồn một xíu thì các bạn có thể thông cảm ha. Thì nói chung là hôm nay là nói chung đang ở nghe chỗ bên phèo khá là rảnh rỗi, có một mình thôi, chỉ xịn tiện thôi, thì mình cũng muốn giới thiệu đến các bạn cái ô cáp chính hãng qua hôm nay các bạn đó. Cái ô cáp cái hãng của Omnis các bạn ha, cái ô kép đây thì là nó một chút nó là bình cái một lần các bạn, cái công suất nó là 3000 mw các bạn, các bạn có thể xem bạn cái hãng đó các bạn. Thì tiện cái video này mình quay thì mình cũng sẽ quay cho các bạn xem cái ô kép này với những cái ô kép thông thường là nó như thế nào nha. Đây đó, mình đi vô đây là cái ô kép mà ở nông thôn là người ta hay lắp khá là nhiều đó các bạn, đó đây là ô kép ở nông thôn người ta lắp khá là nhiều, ngay cái chỗ ô kép đó là nó không có cái lớp gì bên trên, có nghĩa là cái lốp mà nó chống trực đó các bạn, ví dụ như trẻ em hay là nhiều lúc mà sơ ý đâu mình đụng cái tay đây nè đó thì nó có bị giật điện đó. Thì ví dụ những cái ổ kém đơn giản như thế này thì nó không có cái tính năng đó các bạn đó. Thứ hai nữa là ổ kém này là bằng nhựa, mình tính ra ngoài bằng nhựa luôn đó. Cái mẫu mã khá là đơn giản đó, là những cái ổ kém như này là ở nông thôn là làm khá là nhiều, nhưng mà chung mình nó cũng khá là nguy hiểm đó các bạn, tại vì nhiều lúc đâu biết đâu mình, ví dụ như buổi tối mà mình không biết là mình bật điện hay gì đó thì mình kém mà cho ý mình chọn cái tay vào thì nó sẽ giật. Đây là cái kém cường lực chính hãng của Honeywell các bạn đó, các bạn thấy không, màu mã nhìn nó khá là đẹp, phía trước là nó là kính cường lực đó các bạn. Nếu mình làm cái nhựa đây, làm cái nhựa ra cho các bạn xem nó sẽ cảm thấy nó đẹp hơn các bạn. Đây, mình đã bịt cái nhựa, làm cái nhựa ra rồi các bạn. Nói chung là mình đã đắp cái lớp nhựa ngoài đây, các bạn thấy không? Đó, nó khá là sáng, khá là đẹp luôn.
những cái ô kép như thế này, ví dụ như là các bạn lắp âm tường hay là các bạn có thể lắp nối cũng được. Các bạn lắp nối thì các bạn có thể mua một cái đớ nối á, các bạn có thể lắp vào đó các bạn ha. Bạn nhìn các bạn có thể cảm nhận và các bạn có thể so sánh. Ví dụ như các bạn cái nhà mà các bạn xây đẹp ấy, các bạn có thể sử dụng những cái con của những cái ô kém như thế này đó, nó sẽ giúp cho cái nhà của các bạn nó thơm đẹp và nó sang trọng hơn. Và cái cơ bản nữa là ở bên trong này nè đó, nó có cái lớp chi lại bên trong đó các bạn, các bạn thấy không đó, là khi chúng ta đụng cái tay như thế này là nó không có bị giật, nó nằm sâu bên trong này đó, nó sâu, nhưng mà khi chúng ta đụng như thế này là nó sẽ không có bị giật đó các bạn. Nói chung là những cái ô cánh như thế này thì mẫu mã đẹp đó, bạn nhìn cái đó phía sau này, mẫu mã vừa đẹp vừa sang trọng mà ở phía trước là bằng kính cường lực nữa đó, khá là đẹp, khá là sang. Nhưng mà cái giá thành nó thì hiện tại, cái giá hiện tại bây giờ thì nó tầm rơi vào khoảng 215.000 một ô như thế này thôi đó. Nói chung là cũng không đến nỗi là cao lắm, tại vì có nhiều cái ô kém bên ngoài, những cái loại ô kém mà xịn xíu thì cũng tầm đó rồi, thì những cái ô đây thì khoảng 215 cái thời điểm hiện tại nha các bạn. Thế thì giờ vừa đầu thì mình chia sẻ cho các bạn cái ô kém cường lực chính hãng của Honorit. Nói chung là mình đang dịch bệnh thì mình cũng ở nhà thôi, thì mình cũng chia sẻ đến các bạn bao nhiêu đó. Thì nếu các bạn thấy video này bot thì các bạn đã có đăng ký ủng hộ bên cho mình ha. Mình sẽ có những cái video chia sẻ tới các bạn sau. Thôi chào tạm biệt các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.